Tôi lên đến đây là tôi rất hài lòng với anh ấy chỉnh loa đài và về cái chất giọng nhạc của về anh em mình sự kiện đi làm nghề. Hôm nọ tôi chỉnh ở dưới kia quê và cũng hãng dưới đấy chỉnh cho không hài lòng, lên đây Hiếu đã chỉnh cho ngon lành, giờ đến giờ phút là xong hết rồi. Alo. 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2. Alo. Chờ bằng sao cho trời sáng.
còn khi đêm vắng lúc ta run rẩy, cầu mong sao chuyến đẹp đôi ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi gần em. Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến nhé. Phải nói là ngày hôm nay thì bên DVH Audio này rất là đắt khách, từ sáng giờ 6 loạt khách rồi. Và đây là chắc là loạt khách cuối cùng ngày hôm nay rồi, tại bây giờ là hơn 4 giờ chiều rồi. Chú Trần mặc áo đỏ đến từ Bình Giang, Hải Dương. Và ông chú mặc quần bò này tên gì chú nhỉ? Cháu chưa biết tên chú. Chú Ngưng cũng ở gần nhà chú Trần luôn, cũng Bình Giang, Hải Dương luôn. Đây, nhà dạp Trần Quyến cùng xã trở lên đây hai bộ thì DVH vừa set up xong cho các chú xử lý cái vấn đề súp rồi full, rồi là vấn đề feedback ở trong hú. Và cái bộ của chú Ngưng này thì phang cơ lai số, nhưng không biết là thợ nào chỉnh nhỉ. Tất cả các cái này là đều vặn giảm hết cả đi, thành ra là mic nặng không hát được, effect thì không biết đường chỉnh, hát không thể nào mà hát được. Và gặp DVH thì vừa nãy thì đã giải quyết xong, đã tiếng tầm các thứ ra là đỡ hơn rồi. Tất nhiên là không thể nào mà hay bằng mixer hoặc là vang số được, nhưng mà nói chung là nhại nhại như thế là gọi là hát karaoke gọi là cũng tạm rồi, cũng tạm ok. Ông chú tên gì nhỉ? Cháu chưa nhớ tên chú. Chú tên là Khấu Bá Khỉu. Chú Khỉu ạ. Chú Khỉu, tên khá là khó đọc. Khấu Bá Khỉu có một quả vòng rất là to và đi quả xe cũng phân khối cũng không hề nhỏ. Vòng này còn to hơn à. Chú Khỉu thì đến từ giờ chỗ nhà chú là chỗ nào? Hưng Yên chú nhỉ? À? Chỗ đâu? Đấy là gần Như Quỳnh. Như Quỳnh. Tên thật là Cao Bá Kiều. Cao Bá Kiều. Ok. Ông chú Kiều đến từ Hưng Yên đấy, đến DVH. Mua mỗi bộ dây thôi, nhưng mà được cái là hát rất là hay và đi một con xe khá là to này. Mình cũng thích cái con xe này. Đây. Anh em nào đam mê xe cộ thì nhìn qua quả xe này của chú ấy. Đấy. Quả xe này thì đi đến đâu thì thôi gọi là chó mèo là chạy mất dép luôn các bạn. Cái tiếng bồ nó nổ rất là khủng. Chú ấy đi cách nhà mình độ 500m mình đã nghe được cái tiếng bồ của con này rồi. Đi đến đâu là cái tiếng nó cứ ầm 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 như đấy. Kiểu như là tiếng kiểu loa trầm. Hiện nay đang có nhu cầu bán xe này. Anh em có nhu cầu là bán để mua một bộ âm thanh. Đấy, vậy thôi.
Ok. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ qua coi như DVH là cái xe con trâu gì đâu. Đúng, luôn. To như con trâu thật coi. Con này to như con trâu, rất là to. 750 hay là 950 phân khối chứ nhỉ? 750 rất là to. Con này thì vẫn số CC thì vẫn bé hơn con của mình. Nhưng mà con của mình nó là dòng sport bike, nó 4 máy nên là mỗi máy nó chỉ có 250 thôi. Còn con này 750 nhưng mà nó là 2 trái nên là cái hơi trên mỗi trái nó đẩy ra rất là mạnh. Nên là nghe cái tiếng nó ra 4 máy à chú? 4 máy. Cháu trông như có 2 đầu bò vậy. 4 máy. Hai đầu bò mà lại 4 máy à? 4 bô gì? À ghê gớm thật, hóa ra là con này cũng là 4 máy. Nhưng mà không hiểu sao cái bố trí, chắc là do cái bố trí cái đường hơi của nó ra nên nghe cái tiếng bô con này rất là lực. Con này nó dòng nghiêng. Nghe bô nó kiểu nó oánh nghiêng. Nó oánh như là loa trầm, oánh nó cứ uỳnh 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 uỳnh. Đấy, nghe đây cho khán giả nghe quả. Nào chú. Bô tai luôn, tiếng này gọi là tiếng cross fan. Tiếng cross fan chứ chưa? Nghe tiếng ù tai luôn. Đi đến đâu gọi là oánh rung tường đến đấy. Rất là phê. Đấy, rất là phê. Đây, ở bên này thì chỗ chú Trần thì là cũng xong rồi, hai bộ của hai anh em chú Trần cùng xã đã xử lý xong. Đấy, quý khán giả gần xa có nhu cầu nâng cấp hoặc là setup lại âm thanh thì cứ trực tiếp đến cửa hàng DVH nhé, đến nhà mình thì mình làm cho. Ở nhà thì nhiều đồ, đủ đồ hơn thì xử lý cho các bác ngon lành luôn. Đấy, ông chú cho cháu, cho khán giả của cháu gọi là một vài lời cảm nghĩ, nhận xét một tí. Đến tại âm thanh của Minh Hiếu ở đâu, cháu là DVH Đỗ Văn Hiếu chú ạ. DVH Đỗ Văn Hiếu. Vậy. Tôi lên đến đây là tôi rất hài lòng với anh ấy chỉnh loa đài và về cái chất giọng nhạc của về anh em mình sự kiện đi làm nghề. Hôm nọ tôi chỉnh ở dưới kia quê và cũng hãng dưới đấy chỉnh cho không hài lòng lên đây. Hiếu đã chỉ cho ngon lành, giờ đến giờ phút là xong hết rồi. Ok, đấy chú cảm thấy hài lòng là rất là mừng. Đó là những cái lời động viên khích lệ tinh thần rất là nhiều cho toàn thể anh em DVH Audio các bác. Đấy, các bác đi làm thì chú ý về cái tiếng micro với cả cái tiếng nhại ấy, sao cho để cái tiếng mic nó ngọt, nó ngon lành, nó đừng có thiếu giải các bác nhé. Và cái tiếng nhại nó dẻo một chút thì đi làm thì sẽ hát hò, sẽ ngon lành, ok các bác nhé. Đấy, hôm nay thì từ sáng đến giờ thì khá là nhiều khách các bạn. Khách thì đến lấy mixer, khách thì đến lấy cục đẩy, hai khách đến nâng cấp loa, và một khách thì lấy nguyên một dàn loa. Nói chung từ sáng giờ quá nhiều khách rồi. Nói hôm nay thì rất là đông vui tại DVH Audio. Ok, thì clip thì cũng xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những chương trình lần sau nhé. Rất là nhiều loa, nhà không có gì ngoài loa các bạn nhé. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của DVH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DVH nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.